Chú ơi, tất cả những câu hỏi mà con nhìn thấy ở đây thì đa số là trùng những lần trước rồi ạ. Thì có một câu hỏi thế này ạ, con xin chọn ra. Đó là NLG đã hỗ trợ rất nhiều trong các lĩnh vực của cuộc sống. Ví dụ như trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ cho sức khỏe, hỗ trợ cho em bé và các loại tức là tất cả các loại bệnh trạng. Có ý kiến hỏi chú là chú có thể chia sẻ thêm NLG đã hỗ trợ cho doanh nghiệp như thế nào không ạ? Doanh nghiệp bây giờ chúng ta thấy nha, thứ nhất á, chúng ta muốn phát triển về doanh nghiệp thì đặc biệt đầu tiên là chúng ta phải hiểu về cái phẩm chất của đạo đức công bằng. Vì chúng ta phát triển trong tất cả lĩnh vực mà chúng ta không có sự công bằng thì không có bền lâu đâu. Người ta làm với mình mà mình lấy hết lợi nhuận của người ta thì đâu có ai làm mình nữa đâu. Và đôi bên đều phải có lợi nhuận hết thì phát triển mới được. Và chúng ta phát triển trong cái năng lực gốc nó sẽ giúp cho tất cả những người doanh nghiệp có một cái sự hiểu biết sâu sắc lắm. Và cái khi mà mình nắm được cái hai kiểu đạo đức rồi, ai cũng thích làm với mình hết. Tại vì người ta biết là cái người này sẽ không bao giờ gạt họ, không bao giờ làm người đó tổn thương. Và cái lợi nhuận thì không cần phải nói nhiều nữa, là người ta tin tưởng là người ta sẽ hợp tác với mình và phát triển. Cái tầm nhìn của chúng ta nhìn xa và chúng ta hiểu vấn đề đạo đức, và chúng ta muốn phát triển kinh tế trong cái lĩnh vực gọi là rộng rãi, chứ không phải là đã phát triển trong một cái môi trường nó cứ một công ty mà cứ nằm hoài một chỗ vậy thì đâu có xin lợi nhuận đâu. Bây giờ cho anh chị em thấy những cái mô hình mà phát triển trong thế giới hiện tại đó, giống như là trước khi mà cái điều mà chú thấy là mình nói về vấn đề cà phê thôi nha, là mình cái cà phê thì nó đã có một cái lịch sử hàng bao nhiêu ngàn năm rồi. Nhưng mà từ khi mà ông Starbucks bên Mỹ đó, ông biết cách ông kinh doanh cà phê, ông chỉ cần chế biến một chút xíu hương vị vào đó thôi, làm cho nó thơm tho hơn, và là cải tiến cà phê, không phải là cà phê nguyên chất nữa, còn nhiều cái loại sản phẩm phụ theo đó nữa. Mà những sản phẩm phụ theo đó là toàn những cái thứ ta thích không. Thành ra ông không giàu cũng phải giàu. Rồi hình đường hướng kinh doanh của ông, giá cả nào đâu nó vô đó hết, và tất cả những người mà làm việc đó, nó cùng một cái system, cùng một cái khuynh hướng hết. Thì trên trên thấy ông mấy năm, chỉ cùng một thời gian chưa đầy 10 năm ông thành tỷ phú rồi. Rồi kế đến là chú nghe thấy ông, cái Việt Nam mình cũng có một người đó, ông gì đó, anh cà phê Trung Nguyên thì phải không? Đó cũng là một cái mô hình. Thì chúng ta phải biết cách mà chúng ta cải thiện cái môi trường sinh hoạt, và cái điều là cái tiêu chuẩn và cái giá cả của nó phải song song với nhau, thì người ta tạo cho người ta cái sự mà bước vào đó, là chúng ta không bị chặt chém, không có bị nó là đối xử không có lịch sự. Tất cả hướng dẫn và rèn luyện trong cái môi trường thân thiện và giúp đỡ chuyên nghiệp đó, phải nói là chuyên nghiệp. Thì cái công ty mình không lên cũng phải lên à. Thì tất cả mọi sự việc cũng vậy, khi chúng ta làm kinh doanh, chúng ta phát triển trong tất cả ngành nghề, việc đầu tiên là chúng ta phải phải có được tạo cái niềm tin cho người ta, là chúng ta phải có một cái sự đạo đức, và cái đạo đức đó nó sẽ làm cho người ta gắn bó và người ta cùng phát triển với nhau, thì không giàu cũng phải giàu. Đó là những cái công ty mà chúng ta thấy cái mô hình phát triển của họ đó. Tại sao mấy ngàn năm trước không ai làm giàu được hết, mà tự nhiên cái anh này anh đầu ở đó anh nghĩ ra nhiều cách, mà muốn nghĩ ra nhiều cách là từ đâu, là phải có trí tuệ mới nghĩ ra được, mà không có trí tuệ là không có nghĩ được. Tại sao chúng ta lại có nhiều cái ưu điểm trên lĩnh vực này, thì năng lực gốc bổ sung và nâng cấp trình độ của não bộ mình, thì cái não bộ mình nó tế bào nó hoạt động với tần suất cao hơn, tự nhiên nó thông minh hơn à. Bây giờ anh chị em thấy những em bé học của thế hệ trẻ, con em chúng ta đó học rất là dở, nó là có thể nó là không thích học luôn, chán nản luôn, nhưng khi học năng lực gốc vào nó thích học, mà tự nhiên cái điểm nó lên xuất sắc. Đó là không phải một đứa hai đứa, mà hầu hết những cái thông tin gửi về cho chú biết là xác suất thành công nó rất là cao. Đó là mình nói là thế hệ trẻ đó. Còn người lớn chúng ta, tự nhiên cái trí nhớ của mình nó phát triển hơn, nó nhớ dai hơn, và mình cảm thấy là mình không còn bị vướng bận bởi những cái sự mà gọi là thiếu năng lượng nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy là năng lượng gốc khi mà phát triển và nâng cấp toàn diện tất cả những cái khái niệm sống của mình, trong đó có sức khỏe, có trí tuệ cho các em,
và giúp cho các vị kinh doanh, đầu tư định hướng một hướng đi an toàn và chắc chắn và phát triển trong cái mô hình mà tất cả mọi người đều thích thú hết. Đó, chúng ta giúp được rất nhiều. Cảm ơn chú ạ. Dạ. Vậy là chính nền tảng nguyên lý của bộ môn năng lượng gốc đó là hai chữ đạo đức và năm yếu tố của tình yêu thương, cùng với việc nâng cấp não bộ lên có một cái tầm cao của trí tuệ thì sẽ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như là cái hướng hợp tác và phát triển rộng rãi hơn, phải không ạ? Dạ, con đúng cảm rồi. ơn chú. Đúng rồi. Vâng ạ.